Tuy nhiên xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Thưa quý vị, nhân ngày đại lễ Phật Đản là dịp để chúng ta những người con Phật trở về tắm mình trong dòng suối từ bi và trí tuệ mà Đức Phật đã khởi nguồn. Cũng nhân ngày kỷ niệm này, VietTV đang có mặt tại ngôi chùa Viên Thông Tự để gửi đến quý vị một vài hình ảnh về ngày đại lễ Phật Đản năm 2639, Phật lịch 2559. Và để biết thêm chi tiết về đại lễ Phật Đản này như thế nào, xin mời quý vị cùng VietTV vào bên trong, chúng ta cùng nhau theo dõi một vài tường trình sau đây. Hôm nay ngày Phật Đản sinh, trần gian mừng đấng cha lành, người từ cung trời đâu xuất, xuống trần cứu độ chúng sinh. Ngày xưa hoàng hậu Ma Sa nằm mơ voi trắng bay ngà, sinh ra người đi bảy bước, chân người sen trắng nở hoa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, thế giới ta bà thiên thượng thiên hạ, độc tôn duy ngã, đó chính là Đức Phật Thích Ca. Người tên Thái Tử Đạt Đa sống trên nhung gấm lụa là, sánh vai cùng nàng công chúa, ngai vàng kế vị vua cha. Một hôm thái tử đi xa dạo chơi trong cõi ta bà, thấy người sinh lão bệnh tử, khi về lòng những xót xa. Tìm ra pháp đạo nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, chúng sinh trong cõi ta bà, vinh danh chí tôn cao cả, từng bừng mơ hội liên hoa. Em tới chùa lúc 8 giờ và em rất là vui khi thấy Phật tử trời mưa như vậy mà đến rất là đông. Em rất là vui. Dạ. Cảm ơn chị. Giải thoát đường ấy chính là đi tu. Một đêm người bỏ ra đi, một thân người chẳng mang gì, âm thầm trên lưng ngựa trắng, xa nặng người bão đi về. Bao năm tu trong rừng sâu giữ đôi đầu, tâm người kim cương bất hoại, tìm ra pháp đạo nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, chúng sinh trong cõi ta bà, vinh danh chí tôn cao cả, từng bừng
xanh chỉ tôn cao cả, tưng bừng mơ hội liên hoa. Vinh danh chỉ tôn cao cả, tưng bừng mơ hội liên hoa. Thưa quý vị, nhân ngày đại lễ Phật Đản năm nay, Tú Nhi rất hân hạnh được đứng đây đảnh lễ với Ni Sư Thích Nữ Thanh Lương là chủ trì của chùa Viên Thông Tự, và con kính chào Ni Sư. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính chào Tuyết Nhi và dạ, A Di Đà Phật. Dạ, thưa Ni Sư, thì ngày hôm nay con thấy là mưa bão rất là lớn, nhưng mà Phật tử đến đây rất là đông để tham dự cái buổi đại lễ Phật Đản này. Thì cái chương trình của mình năm nay như mọi năm có khác như thế nào không hả Ni Sư? Dạ thưa, chương trình năm nay cái điều mà cảm xúc nhất đó là hình ảnh của các em dâng hoa cúng Phật. Hình ảnh rất là thanh tịnh, trang nghiêm, và hình như cái tâm thành của các em tạo một cái năng lực rất là lớn. Và mình có cảm giác giống như là các thiên nữ đang rải hoa cúng Phật như hồi lúc mà Đức Phật đản sinh ra đời. Dạ. Dạ sư, thì con thấy là qua đến Hoa Kỳ rồi mà đến đây thì cái một trong những cái nghi thức mà trong lễ Phật Đản không thể nào bỏ qua đó là lễ tắm Phật. Thưa sư, sư nào cho con biết thêm cái chi tiết về cái lễ tắm Phật này nó có ý nghĩa như thế nào mà khi mọi người đến đây đều phải rót một cái nước mà để tắm lên Đức Phật như vậy hả sư? Dạ, theo truyền thuyết khi xưa Bồ Tát Hộ Minh từ ở trên cung trời Đâu Xuất mà giáng trần, thì Ngài sinh xuống thì tự nhiên ở lúc đó trên trời cao có hai dòng nước, một lạnh một ấm, tưới xuống để mà tắm rửa cho Thái tử lúc mà băng sơ sinh. Thì bây giờ chúng ta đi qua bên Ấn Độ, chúng ta vẫn thấy cái chỗ, cái dòng sông, cái hồ đó. Dạ, thì đó cũng là một cái hình ảnh từ ngày xưa, và bây giờ cái truyền thuyết đó nó trở thành ra một cái thánh tích mà cho tất cả người Phật tử ngày lễ Phật Đản đều được cái cơ duyên tắm Phật giống như truyền thống 2500 năm về trước. Dạ sư, hồi nãy con thấy là có nhiều bác đến đây để đem những cái chai nước rót giống như là múc những cái nước mà tắm Phật vậy đem về, thì không biết là cái đó, cái những cái nghi thức đó là tự cái tâm mình ra hay là trong cái kinh Phật có hả sư? Dạ thưa, cái tất cả những cái nước mà từ cái tâm thanh tịnh và cầu nguyện của chúng ta dâng cúng cũng như là tắm Phật, nó có một cái năng lượng rất là màu nhiệm. Và cái năng lượng đó nó như là một cái phép lành để mà có thể rửa sạch tất cả những nghiệp chướng cũng như rửa những cái tật bệnh. Đó là cái niềm tin, và nó cũng có một cái sức linh thiêng. Khi mà chúng ta đi qua bên Ấn Độ, chúng ta thấy ngay chúng ta đến cái những nơi Bồ Đề Đạo Tràng, cái những nơi đó cũng như là sông Hằng, Phật tử vẫn lấy những cái nước đó để về uống và trị bệnh đó. Nhưng mà cái như thí dụ như nước ở sông Hằng, chúng ta thấy một cái dòng sông tuy là nó lớn nhưng mà nó đục đen như vậy, nhưng mà cái niềm tin nó vẫn mãnh liệt, và chính cái niềm tin đó với cái sức thiêng liêng đó, tự nhiên cái dòng nước đó trở thành ra một nguồn suối trong và chữa lành tất cả những bệnh của chúng sinh. Bây giờ hình như là Phật tử cũng tương đối là thuần thành, thành ra trong cái sự tổ chức chỉ sắp xếp một chút, và trong cái sắp xếp một chút thì mọi sự việc các Phật tử, người nào việc nào thì nó cũng đã đi vào ở trong những cái công việc đó, thành ra cũng không có tốn nhiều thời gian như lúc ban đầu. Giả lại người nào cũng có cái tinh thần, vì cái tinh thần dấn thân, thành ra cái tinh thần trách nhiệm cũng như là sự chú tâm nó rất là lớn, thành ra mọi sự việc đều được chu đáo tốt đẹp. Dạ, con cảm ơn Ni Sư đã cho con cũng như là quý vị khán giả Đài Việt TV một vài phút để tường trình cái buổi đại lễ Phật Đản ngày hôm nay. Dạ, xin cảm ơn tất cả và chúc tất cả có một mùa vạn Giáng sinh, Phật ra đời, niềm vui thật là trọn vẹn. Và những vị Phật sơ sinh trong trái tim của chúng ta sẽ mỗi một ngày một lớn. Dạ, cảm ơn Ni Sư. Bao đêm người ngồi suy tư, vào xa tâm trí thân thờ, phải tìm con đường giải thoát, đường ấy chính là đi tu. Một đêm người bỏ ra đi,
âm thầm trên lưng ngựa trắng. Xa nặng người bão đi về, bao năm tu trong rừng sâu mà vương quỳ giữ đôi đầu. Tâm người kim cương bất hoại, tìm ra pháp đạo nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, chúng sinh trong cõi ta bà vinh danh chí tôn cao cả. Từng bừng mơ hội liên hoa, vinh danh chí tôn cao cả. Từng bừng mơ hội liên hoa, vinh danh chí tôn cao cả. Từng bừng. Cảm ơn Thu Nhi, cảm ơn quý khán giả. Thì mình cũng giống tất cả những Phật tử ở đây, cũng giống như là hồi hướng, mình có một cơ hội để mình coi lại chính mình, tu tâm và tu tánh lại, để coi mình ai cũng có Phật tánh trong người mình hết. Thì mình ráng mình nương tựa Phật và nương tựa Tăng và nương tựa Pháp để mình làm những điều thiện, điều tốt để cho cuộc đời mình nó có ý nghĩa hơn. Cảm ơn Trạch. Dạ, cảm ơn. Vì trong ngày đại lễ Phật đản năm nay, tất cả các Phật tử đã hội tụ về ngôi chùa Viên Thọ Tự để cùng lắng nghe Ni sư Thích Nữ Thanh Lương giảng thuyết về cuộc đời của Đức Phật, cũng như là một cái nghi lễ mà không thể nào thiếu, đó là nghi lễ tắm Phật truyền thống mà tất cả những Phật tử cũng như là những sư đã cố gắng để lưu truyền cũng như gìn giữ cho đến ngày hôm nay. Việt TV rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này và xin kính chúc quý vị một ngày thật nhiều bình an và hạnh phúc. Tuy nhiên, Việt TV tường trình từ Houston. Thank you.